Alo, 123, 123. Chào các bạn, những hình ảnh các bạn mà xem ban nãy là được quay bởi con quạt racing như trong hình đây. Đó là con Mezabi V2 được gắn Goro 7. Vâng, một cái cảnh quay rất là khó, rất là ngoạn mục, đòi hỏi cái kỹ thuật quay của cái người bay rất là khó các bạn. Và để có đoạn clip vừa rồi thì cái con quạt Mezabi đó đã bị rơi hết 3 lần. Lúc cất cánh giống như lúc hạ cánh và trong lúc quay đã bị rơi và đã bị gãy cái tay của motor. Còn cái xe mà các bạn đang xem đó là chiếc MV Agusta 800, một chiếc xe huyền thoại của Ý, xuất phát từ Ý. Nó là một chiếc xe gọi là một chiếc mô tô phân khối lớn, mạnh và xịn nhất bây giờ ở cái tầm phân khúc 800 phân khối. Thì chiếc xe này tôi mượn của người bạn mới quen, và thật sự là tôi xin lỗi bạn là sơ ý, cho nên là không biết được rằng là lúc mượn thì không để ý kỹ là chiếc xe này nó giá trị nó cao như thế. Theo như tôi biết thì chiếc xe này nếu mà về Việt Nam mà lăn bánh thì giá trị tiền có thể lên đến khoảng độ 800 triệu đồng.
Còn nếu như mình mà độ bô rồi mở IC rồi độ các cái rồi thêm thì có thể là chiếc xe lên đến gần 1 tỷ đồng. Đó, thì model của chiếc này là không biết là model năm nào, cũng không có rành về xe, thấy đẹp nên mượn chạy quay clip thử chơi thôi. Thì chiếc xe chạy rất là bốc. Sau khi quay xong rồi về nhà mới giật mình, nhiều người bình luận mới giật mình thì mới phát hiện ra đây là chiếc MV Agusta 800, chiếc xe chuẩn châu Âu của Ý, một niềm mơ ước của biết bao nhiêu người. Và giá trị của chiếc xe khá là cao các bạn. Và mình thì không có chơi xe cho nên là không ngờ là chiếc xe nó đắt như vậy. Đó, và để có được cái clip như này thì cảm ơn bạn Tùng đã bay cái con racing đuổi theo để bay, để quay những cảnh thật là ngoạn mục, thật là quá đẹp luôn. Đó, và chiếc xe này đời tôi thật mơ ước không biết bao giờ mình mới có thể có được một chiếc mô tô như này. Vâng, MV Agusta 800. Vâng, nghe nói chiếc này ở châu Âu là giá của một con đời mới hình như là cũng 20.000 đô, về Việt Nam thì có thể là giá lên gấp đôi. Vâng, thật là tuyệt vời. Cái chiếc này rất kén người sử dụng mà. Đòi hỏi nó chế độ bảo trì của nó khá là cao đó, và kén người sử dụng. Ok, còn đoạn phim Đầm Lầy và Châu này là ở quận 2, rất là lãng mạn. Buổi chiều hoàng hôn xuống ở phía bên kia là thành phố, trung tâm của thành phố. Nếu các bạn cảm thấy thích thú với những thức phim này thì có thể mua con Mezabi V2 ở trên Benwood đấy, cộng Euro 7 cho mình những cái thước phim rất là mượt mà, rất là đẹp. Đó, xứng đáng với lại những cái cảnh quay của mình, rất là lãng mạn. Và những cảnh quay này thì Lightcam rất khó thể thực hiện được nha các bạn. Đó, bay vừa cao vừa thấp và lượn. Ok, bye bye, hẹn gặp lại các bạn vào video clip lần sau.